Xin chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh New 10 TV. Chủ đề ngày hôm nay mà New 10 TV muốn chia sẻ liên quan tới cái vấn đề trở thành Việt Kiều là sướng hay khổ. Thì thưa quý vị, là quý vị mình biết không, cái chủ đề mà về cái đề tài lấy chồng Việt Kiều là một cái chủ đề mà thật sự là luôn luôn muôn thuở, hấp dẫn, gây cấn đối với người nghe. Thì cái bữa ngày hôm nay, câu chuyện của mình lại tiếp tục kể về cái việc một cô gái ở miền Tây lấy một cái anh chồng Việt Kiều. Có người thì quý vị, đa số những cái cô gái mà khi lấy chồng Việt Kiều, có người thì họ lên mạng, họ tự làm quen và họ bắt đầu họ có những cái mối quan hệ trên mạng với nhau, yêu online. Đó thì cũng có người là tình cờ đi ra quán cà phê hay là đi ra quán ăn hay là đi đến một cái địa điểm nào đó và vô tình chạm phải cái ánh mắt của nhau rồi bắt đầu trúng phải cái tiếng sét ái tình. Nôm na cái duyên cái nợ thì nó cứ vô tình nó va chạm và nó đến với nhau thôi, mình cũng không có thể nào mà đi tìm kiếm là có. Nhưng mà hôm nay éo le là cái câu chuyện này sẽ liên quan đó là lấy chồng Việt Kiều trong nước mắt, hay là gọi nôm na gọi là chén cơm chan nước mắt thưa quý vị. Câu chuyện này xuất phát từ là một cái miền Tây, quê ở Bạc Liêu. Câu chuyện này là câu chuyện có thật quý vị ha. Quý vị mình thường hay nghe nói miền Tây là cái nơi xuất phát của những cái cô gái rất là đẹp người, đẹp nết. Ngày xưa thì gái miền Tây là làn da là bánh mật quý vị, tại vì không có phải như bây giờ mà đa số xài kem phấn nhiều mà da nó trắng tuốt lên như thế đâu. Ngày xưa là làn da nó rất là mặn mà. Người ta có câu là Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi một cái là còn lòng không muốn về. Thì cái câu chuyện này nó cũng bắt đầu ở miền Tây, ở Bạc Liêu. Và những cái cô gái ở Bạc Liêu cũng đẹp lắm quý vị. Đa số là nếu những cái cô gái đó mà được sinh ra theo cái kiểu mà lai, mà là lai Tàu quý vị, con gái mà lai Hoa, thì họ sẽ có một cái nét đẹp nó lạ và nó độc hơn. Thì ở dưới Bạc Liêu này, vùng quê này nó cũng đẹp lắm. Lúc này thì có hai cái đôi bạn trẻ yêu nhau, cũng cái trạc tầm cái tuổi 15, 16, 17 tuổi thôi quý vị. Và khi mà ở bên Việt Nam á, học sinh á, yêu nhau á, nó là một cái bình thường thôi. Nhưng mà tuổi học trò á, ai cũng phải có xao xuyến tình yêu. Nhưng mà ở quê á, thì tình yêu á, đôi khi nó phải lén lút quý vị, tại cái thời điểm tuổi còn quá nhỏ, tuổi ăn tuổi học. Nhiều khi yêu nhau á, đâu có dám mà cho ba má biết đâu, giấu gia đình kinh khủng lắm quý vị à. Nhưng ở quê á, cũng không có nơi để mà địa điểm vui chơi như là ở Sài Gòn phồn hoa đô hội. Ở quê thì chỉ có những cái quán như quán chè nè, hay là có những cái quán trà sữa, hay là có những cái quán mà trái cây mà giống như ăn hàng này kia thôi. Nói chung là những cái quán cóc, quán bình thường, bình dân thôi. Mà cái thời đó thích nhau thì chỉ có rủ nhau đi ăn chè tán gẫu. Hoặc không, không đi ăn chè thì hễ mà học tan ra đó, thì thay vì đạp xe về thẳng nhà đó, thì nhiều khi bạn bè hay là những cái người mà họ thích nhau bắt đầu họ rủ nhau đạp xe đạp, chở nhau đi ra quán sinh tố, nước mía, ngồi uống rồi nhâm nhi nói chuyện. Hoặc không là đạp xe đạp lòng vòng 2-3 vòng rồi mới chạy về nhà. Thì ở đây có một cái đôi trẻ đang yêu nhau cũng trong cái trạng thái là lén lút luôn, lén lút giấu ba mẹ hai bên, bởi vì là sợ gia đình mà biết là sẽ bị chia cắt. Và do cái tuổi này là tuổi ăn tuổi học, đang yêu nhau ngon lành, thì bỗng nhiên một cái ngày đẹp trời có một cái ông Việt Kiều về quê quý vị. Thì cái ông Việt Kiều này về quê là ổng ở nhà của một cái người bà con của ổng ở Bạc Liêu luôn. Mà thời xưa Việt Kiều về Việt Nam thì nó rất là có giá trị luôn. Và kiểu giống như là về một cái là cả xóm ở đó người ta sẽ bắt đầu là nhìn ngó, ngưỡng mộ, trầm trồ. Việt Kiều về quê là nhà nào mà có Việt Kiều là nhà đó cũng hãnh diện lên lắm quý vị. Thì lúc này nhà của cái người bà con của ông Việt Kiều này là nó nằm gần nhà của cái cô gái trẻ đó. Mỗi sáng thì cái ông Việt Kiều này có cái thói quen giống như ở bên trời Tây, đó là sáng làm gì làm cũng phải nhâm nhi một cốc cà phê nóng, cà phê đen nóng. Thì sáng nay cũng vậy, người thân trong nhà cũng biết cái thói quen của ông, nên mỗi sáng đều pha cho ông sẵn một ly cà phê đen nhâm nhi. Và ông Việt Kiều này mới bắt đầu là có cái thói quen nữa là lấy cái ghế đẩu xách ngồi ngoài trước cái cửa sân nhà đó để mà nhâm nhi ly cà phê rồi nhìn ngó ra bên ngoài. Thì cái cô gái trẻ này nè cũng đi bộ cặp sách, sáng nào đi học thì cũng phải đi ngang qua bên sân, ngang qua phía trước sân nhà của cái ông này. Năm nay thì cái cô gái trẻ này cũng đã học tới lớp 12. Thì mỗi sáng là cô này đi học là phải đi ngang qua sân nhà của ông này, nên là cái thói quen là nhìn thấy người lớn thì phải gật đầu chào. Nên là cổ thấy cái ông Việt Kiều ngồi phía trước nhâm nhi ly cà phê, cô cũng có thói quen là phải gật đầu cười nhẹ
tỏ vẻ là chào hỏi người ta một tiếng. Thì gái miền Tây á, ngày xưa phải nói là hiền lắm quý vị, chân chất giống như cục đất vậy đó. Nhà ở dưới quê á, thì nhà nào nhà nấy nó cứ san sát nhau, mà đường dưới quê thì là đường làng, hẻo lánh, xung quanh á, hai hàng cây. Thì mỗi ngày á, cô này đi ra đi vô là cứ đụng mặt cái ông chú Việt Kiều này. Lúc này á, thì cái ông Việt Kiều thấy cái cô gái này trẻ mà sao á, ngoan hiền. Chung á, đàn ông mà họ thấy con gái á, mà nết na thùy mị mà cộng thêm cái ngoan hiền là khoái rồi. À, con gái còn nhỏ mà nhìn thấy người lớn là biết gật đầu chào hỏi dù là người đó xa lạ, là nói chung là về lễ phép là khoái luôn. Thì ở bên Mỹ á, con gái á, họ sẽ bạo dạn hơn, họ đua đòi và họ quậy hơn, cái kiểu giống như là họ có cái lối sống nó tây hóa hơn á. Cho nên là khi này ông Việt Kiều có một cái sự chú ý đến cái cô gái trẻ này, ổng mới bắt đầu so sánh. Thời buổi này mà kiếm đâu ra con gái mà hiền lành, nhu mì, lễ phép như vậy, thật sự là hàng hiếm có, khó tìm. Nên ông mới bắt đầu cảm mến cái cô gái trẻ và ông mới bắt đầu là lên một cái kế hoạch là một ngày nào đó nếu mà gặp cô này buổi sáng hay là như lúc nào đó tình cờ gặp cô này một lần nữa thì ông sẽ chủ động hỏi thăm để mà bắt chuyện, nói chuyện với cô này để hỏi thăm xem là cô này đã có người yêu chưa. Thì lúc này á, ông nói thì nói một lẽ nhưng mỗi lần gặp cái cô này á, chạm phải cô này á, thì ông cứ e ngại sợ rằng á, là mình chủ động quá thì cái con gái người ta mới lớn, con gái người ta sẽ sợ, hoảng sợ mình. Nên là ông mới bắt đầu á, nói với người nhà của ông á, nhờ người nhà của ông á, qua bên nhà kế bên dò hỏi thử ba má cô này xem là cô này đã có người yêu chưa. Thì á, dĩ nhiên người nhà của ông á, mới bắt đầu mới nói với ông như thế này: con bé đó nó còn nhỏ mà, nó mới có 17, 18 tuổi à, còn học chưa bồ đâu, tuổi đó là chỉ có tuổi ăn tuổi học thôi, tuổi đó mà ai đâu cho yêu đương. Lúc này thì cái ông chú Việt Kiều mới nói: ai biết được, mình thấy con bé đó nó dễ thương quá, mà nó lại hiền lại ngoan, mà thật ra ngoại hình nó nhìn nó cũng xinh xẻo mà, nếu mà nói chưa có người yêu thì cũng lạ đó, cho nên thôi thì mình cứ hỏi đi, hỏi cho nó chắc, không biết là người ta đã có người yêu chưa. Đó, thì lúc này người nhà của ổng mới nói: thì thôi, nếu mà anh muốn em á, qua hỏi thì để em hỏi thử xem như thế nào, biết đâu á, người ta chịu thì sao, để em qua em gợi ý em làm mai cho. Thì quý vị biết không, nhà người bà con của ông này á, là kiểu giống như là họ rất là quý Việt Kiều, hay nôm na mình dùng cái từ nó hơi tế nhị đó là nịnh Việt Kiều. Cái thời đó ít có gia đình nào mà có người anh em ha, bà con đi nước ngoài sống mà quay trở về Việt Nam trở lại thăm gia đình là mỗi lần như vậy là nở mày nở mặt. Nhà nào mà có là họ rất là hãnh diện, cho nên họ rất là gọi là o bế cái người thân Việt Kiều đó của họ, họ chăm sóc đặc biệt lắm. Nên đó là khi mà nghe cái ông này nói là ổng có cái ý định là muốn thích cái con bé nhà kế bên, thì họ hàng của nhà ông mới bắt đầu á, tìm một người ra đại diện qua bên nhà kế bên gặp mẹ của cái cô bé đó để mà hỏi thăm. Thì lúc này có một cái người bà con trong nhà, cái cô đó mới bắt đầu qua nhà của má của cô gái này hỏi: chị ơi, nhà tôi á, nói thiệt là như chị cũng thấy mấy ngày nay, có thằng em nó là Việt Kiều Mỹ mới về ở mấy bữa nay, mà nó thấy á, nó đi ra đi vô á, nó thấy con gái chị nó mến, con gái chị á, nói chung là anh chị dạy khéo, nó nhỏ mà nó xinh mà nó lại còn rất là ngoan hiền nữa. Thằng em tôi nó sống ở bên Mỹ lâu nhưng mà nó chưa có vợ, mà nó cũng thích con gái anh chị có vẻ như thế. Nếu mà chị chịu thì cho hai đứa nó làm quen với nhau thử xem được không. Thì lúc này bà mẹ của cái cô gái này nghe xong á, thì trong lòng á, mới bắt đầu tỏ vẻ mừng lắm quý vị. Vì cái thời đó ít có Việt Kiều nào á, mà Việt Kiều mà chấm cái cô nào á, thì cái số cô đó giống như lên đời vậy đó, giống như là mình được ban phát một cái tấm vé xuất ngoại. Nên là mẹ của cái cô gái này mừng và chịu liền. Nhưng mà trong nhà đó, ba của cô gái này nghe như vậy mới bước ra hỏi là thằng em của cô á, nó ở bên Mỹ, nó làm cái gì ở bên đó mà sao nó lớn tuổi mà đến nay nó chưa có vợ vậy cô? Lúc này thì bà chị họ của anh Việt Kiều mới nói thêm vô: thằng em đó nó là em chồng tôi, nó ở bên Mỹ, nó vừa học lên thạc sĩ vừa đi làm, tiền thì nhiều, tính bằng đô không mà anh ơi. Thì quý vị biết rồi, mấy bà Mai thì thường hay rót mật vào tai mà, nên là thường nói quá lên để cho giống như tạo ấn tượng đẹp cho người ta, để người ta chịu đèn, người ta tác hợp đôi lứa. Lúc này ba mẹ cô gái nghĩ trong lòng: thằng đó thật ra mà nói không biết là có thật sự là công ăn việc làm bên đó tốt như thế nào, nhưng mà mình nhìn bên ngoài cái vẻ bề ngoài có vẻ đứng đắn, trưởng thành, chắc là hơn con mình cỡ hai con giáp.
con mình á, mà lấy nó được thì chắc là được cưng lắm, bởi vì là người ta có câu chồng già vợ trẻ là tiên mà. Nên á, là mình cứ coi như là ba mẹ cô gái là coi như là mình giống như là cho con mình nó hạnh phúc đi, lấy chồng già một chút mà nó sướng cái thân là được. Lúc này ba mẹ cô gái mới gật đầu đồng ý. Chiều ngày hôm đó cô gái đi chơi với bạn trai của mình về nhà. Đó thì đi chơi đó là đi chơi lén, bởi vì xong rồi về nhà thì ba mẹ của cô này mới ngoắt cô này vô trong buồng mà nói: con này, con á, sắp thi á, tốt nghiệp lớp 12 rồi, tuổi này ở quê người ta á, là lấy chồng đẻ con cặp nách rồi có con. Mày á, bây giờ chưa cưới là coi như trễ rồi đó. Nên á, là cha mẹ tính bây giờ như thế này, có một cái mối này nó khá là ngon. Ngon lắm con. Nếu mà con muốn gả thì nếu mà con muốn lấy chồng á, thì để học xong thi xong lớp 12 á, thì ba má gả con cho cái người này ba má cũng yên tâm. Lúc này thì trong lòng cô gái này biết là mình đã có người yêu, nên là cô gái hoảng hốt, bởi vì là cổ đã có bồ rồi. Nhưng chẳng qua là ba má của cổ và người thân của cổ không có biết cái chuyện cổ đã có người yêu thôi. Lúc này thì cổ mới nói: ba mẹ định làm mai con cho ai vậy? Ba mẹ cô mới trả lời: thì cái chú Việt Kiều nhà kế bên á, con đi ra đi vô con cũng thấy cái chú đó rồi đó. Lúc sáng á, người nhà của chú đó qua bên đây gặp ba má nói là cái chú đó có vẻ là thích con, chú đó muốn giống như là muốn cưới con làm vợ, thấy con ngoan hiền. Lúc này thì cô gái nghe xong cổ ngạc nhiên vô cùng, cổ khăng khăng là không có chịu gả. Ba mẹ cổ lúc này mới quát lớn tiếng: bây giờ á, mày không thấy là mấy cái con nhỏ trạc tuổi của mày trong xóm á, nhiều đứa nó ôm cái mộng đi Việt Kiều mà nó ôm hoài mà nó còn chưa được đi. Còn mày cái cơ duyên, bây giờ ông trời cho mày cái cơ duyên đi nước ngoài, đi xuất ngoại, thì bây giờ mày có được cái điều mà bao người mơ ước, mà tại sao mày lại không chịu đi? Có đứa mơ đi Mỹ mà cuối cùng cả đời mơ hoài còn không với tới. Nó phải lên mạng, nó quen đại một cái thằng Hàn Quốc hay Đài Loan nào đó để mà nó lấy xuất ngoại. Còn mày bây giờ có cái số đi Mỹ mà mày lại không chịu, khăng khăng không chịu là sao con? Sao mày khờ quá vậy? Thì lúc này ba má cô mới la cô như thế. Sau cùng căng thẳng quá thì cô này cũng sợ ba mẹ mình buồn lòng, nên là cổ mới hứa là thôi, ba mẹ nói như vậy, khăng khăng như vậy thì cho con suy nghĩ một tuần rồi có gì con báo lại. Vào một ngày trong tuần đó thì ba của cô gái này mới lái xe máy chở mẹ cô gái này đi công chuyện. Và trên cái tuyến đường đi tới cái ngã tư đó thì bị ăn cướp giật cái túi xách của má cô này phía sau. Và khi mà giật cái túi xách á, thì trong cái sự mà kéo lê như vậy, má cô này và ba cô này ngã xuống đường ngất xỉu. Mà cái thời đó quý vị, ở Việt Nam á, thì chưa có cái quy định là phải đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy trên đường. Thì khi mà người dân ở đó người ta nhìn thấy cái vụ tai nạn xong, người ta đưa ba má cô vào bệnh viện á, thì má của cô á, là bác sĩ người ta chỉ kiểm tra đó là nó bị xây xát nhẹ phần ngoài, cộng thêm là bị gãy tay thôi. Còn ba của cô á, là bị nặng hơn, là bị va đập mặt và phần đầu xuống dưới đường cho nên bị bất tỉnh. Bác sĩ người ta chẩn đoán rằng là ba cô đang bị rơi vào cái trạng thái hôn mê sâu, cần phải mổ gấp để mà lấy cái phần máu bầm bị tụ dịch ở bên trong. Nếu mà không lấy ra kịp thời là nguy hiểm tới tính mạng. Thì khi mà cô này nghe như vậy, cô lật đật chạy vào bệnh viện và nghe bác sĩ báo cho cái hung tin như thế. Cô nghe xong thì cô mới hỏi bác sĩ: vậy bây giờ chi phí cho cái ca mổ này tổng thể là bao nhiêu? Khi mà nghe thông báo về cái số tiền viện phí, tiền mổ, tiền thuốc men, tiền gây mê vân vân các thứ này thì cô mới nghe là số tiền nó quá trời nhiều đối với cái gia cảnh gia đình nhà cô. Cái số tiền mà nó gọi là nó trên 100 triệu đồng. Mà cái thời này vàng nó chỉ có khoảng tầm là một chỉ, nó khoảng tầm 1 triệu 2 thôi. Mà 100 triệu, trời ơi, số tiền quá là lớn, nó gần là 10 cây vàng. Phải nói là trang trải cho cái ca mổ như thế, gia đình cô không cán đáng nổi. Lúc này cô mới nhớ tới cái anh bồ của mình, cái anh bồ mà mình yêu, anh bồ mà trạc cái tuổi mình á. Cô mới bắt đầu cô đi gặp cái anh bồ người yêu đó để cô hỏi xem là anh người yêu có thể giúp mình trong cái vấn đề mà tiền cứu chữa ba hay không. Nhưng rồi quý vị cũng biết mà, người yêu của cô này thì cũng đâu đó trạc tuổi cô này mà thôi, cùng lắm là hơn cô này một tuổi. Nhưng mà cái kinh tế thì làm sao làm đâu mà có ra cái kinh tế như thế. Cộng thêm là gia đình, gia cảnh ở bên gia đình người yêu cô cũng không phải là thuộc dạng khá giả. Ba má của cái anh này cũng thuộc dạng là dạng như là lao động chân tay và cái thu nhập cũng thấp thôi. Nên là lúc này cô gần như là bế tắc, không có biết cách làm sao để mà kịp thời xoay cái phần tiền đó để mổ kịp cho ba mình. Nhưng nếu câu chuyện này kéo dài thì ba mình khả năng không sống sót được. Ngay lúc này, bà chị họ nhà hàng xóm mới bắt đầu là đi qua và hỏi thăm cô. Hỏi thăm là
nghe nói ba mẹ con bị như thế, rồi bây giờ tình trạng sao rồi con? Câu trước hỏi thăm, nhưng mà câu sau á, khi mà bà nghe tôi kể rằng á, là cái tình cảnh ba tôi bây giờ cần tiền mổ gấp á, và tôi đang xoay sở không được á, thì bắt đầu cái cô hàng xóm đó mới nói với tôi như thế này: thôi bây giờ á, nhà của con bây giờ khó khăn quá như vậy, mà ba con bây giờ á, tính mạng là cái điều quan trọng nhất, mình phải cần mổ gấp, nên là thôi con đừng có do dự nữa. Bây giờ á, cô á, sẽ ứng trước cái số tiền đó cho con để con lo cho ba con cái ca mổ trước đi, ưu tiên trước. Khi nào ba con khỏe lại rồi, lúc đó gia đình con ổn định lại á, thì xoay sở rồi trả từ từ sao cho gia đình cô cũng được. Và thế là sau khi mà số tiền đó đã được cái cô hàng xóm cho mượn để mà mổ, và cái ca mổ nó đã thành công. Chỉ sau trong vòng 1 tháng thì ba cô gần như đã có thể khỏe lại được và bác sĩ cho về nhà. Lúc này thì chị hàng xóm ấy mới bắt đầu qua bên nhà, một mặt là thăm hỏi sức khỏe của ba và mẹ của cô gái, một mặt khác là bà ấy hỏi thăm về cái số tiền mà hôm trước đã ứng ra cho gia đình của cô mổ. Và bà ấy cũng nhắc khéo lại về cái mối hôn sự ngày trước mà bà đã gợi ý. Bà mới nói với ba mẹ cô này: hôm nay thật sự thú thiệt em qua đây, lời chào cao hơn mâm cỗ, em qua em thăm anh chị không phải là em nhắc tới để mà đòi cái số tiền hôm trước em cho con gái anh chị mượn, mà em chỉ muốn cho anh chị biết cái số tiền đó không phải là thật ra mà nói số tiền đó gia đình em cũng không có đâu mà đủ. Số tiền nó quá là lớn mà anh chị, nhiều như vậy thì làm sao mà gia đình em có được. Em thì cũng là, anh chị cũng ở đây cũng biết rồi, vợ chồng em cũng là nhà quê, cũng bán lưng cho trời bán mặt cho đất, làm ruộng thì kiếm đâu ra số tiền mà cả 100 triệu như vậy cho anh chị mượn. Thật ra số tiền lúc đó mà em cho con gái anh chị mượn á, là của thằng em chồng em, cái thằng mà Việt Kiều mà hôm trước em có nói với anh chị đó. Nó nghe tin bên gia đình anh chị gặp cái vấn đề khó khăn, nó muốn ứng ra giúp đỡ cho anh chị, nhưng nó sợ là lúc đó nếu mà nói ra cái số tiền đó là của nó thì con gái của anh chị khăng khăng sẽ không có chịu nhận đâu. Nên là lúc đó em mới nói là cái tiền đó là của gia đình em cho mượn thôi. Lúc này cô gái đứng cạnh bên ba má mình nghe cô hàng xóm nói những cái điều đó thì cô bắt đầu bàng hoàng. Tất cả những cái lời cô hàng xóm nói cô chỉ biết cúi đầu im lặng. Lúc này cô hàng xóm mới nói tiếp: thằng em của tôi á, nó kêu tôi á, là thôi đừng có nói, chuyện này coi như là bí mật, mình giúp người thì mình không cần nói cho người ta biết làm chi hết á. Nhưng mà vì là tôi thấy nó ngứa miệng quá đi, và bởi vì là tôi thấy thằng em của tôi có vẻ là nó rất là thương, rất là quý con gái của anh chị, nên là thôi tôi qua tôi nói đại luôn. Ba mẹ cô gái lúc này mới bắt đầu suy nghĩ và liền nói: vậy thôi bây giờ phiền cô về nhắn lại cho em chồng cô, nhà tôi đội ơn cậu ấy lắm, cái ơn này tôi không biết phải trả làm sao cho nó hết. Thì vừa xong á, thì cái câu vừa xong cái câu nói đó thì cái cô hàng xóm mới tiếp lời: trời đất ơi anh chị ơi, đơn giản mà, có gì đâu mà không trả hết. Tôi nói thiệt nha, anh chị có phước mà anh chị không biết hưởng, cái ơn này á, có khó gì đâu mà trả anh chị, mình cứ nghĩ đơn giản thôi, bây giờ anh chị không có tiền để trả lại cho em chồng tôi á, thì anh chị trả bằng cái món nợ ân tình đi. Dù gì á, thằng em tôi á, nó cũng tỏ vẻ là nó yêu con gái anh chị thật lòng mà, nó chân thành như vậy mà, thì thôi anh chị gả con gái anh chị cho nó, coi như là khất cái món nợ đó đi, sau này con gái anh chị về làm vợ nó, lo cho nó, là coi như trả nợ ân tình rồi, vậy là xong, là đâu còn ai nợ ai nữa đâu. Một phần mình trả ơn nghĩa, một phần mình cho con gái mình nó có cái số sướng, có tương lai đi xuất ngoại luôn, như vậy thì có phải chăng là anh chị lợi cả đôi đường hay không? Thì sau này con gái anh chị qua tới Mỹ, nếu mà nó ngại thì nó đi làm, nó có tiền, rồi mỗi tháng nó có tiền đô, nó gửi về hàng tháng cho anh chị xài ngập mặt luôn. Lúc này anh chị có thể không cần đi làm ruộng nữa, ở nhà dưỡng già là coi như sướng rồi. Ba mẹ cô gái lúc này mới nói: thôi tôi cũng nói thiệt là tôi cũng hiểu, nhưng mà con gái tôi nó từ nhỏ tới lớn nó chỉ lòng vòng ở trong cái xóm này, ở trong cái làng quê này, nó đâu có xa vợ chồng tôi, mà đằng này bây giờ mà nếu mà tôi gả nó qua Mỹ là chắc là vợ chồng tôi lâu lắm mới gặp được con gái. Cái này thật sự là cho vợ chồng tôi nói chuyện lại với con nhỏ, gia đình nói chuyện lại rồi có gì cho cô hay sao. Tôi cũng hứa là tôi cho cô hay tin trong nay mai thôi, chứ cô không để cho cô với em cô đợi lâu đâu. Cô hàng xóm sau khi mà nói thêm, nghe như vậy xong thì nói thêm một cái câu bồi vô thêm: ừ thì tôi nói vậy đó, tôi cũng nói hết cái lòng của tôi ra, tôi tính cái lợi cho anh chị và cũng như là tốt cho thằng em chồng của tôi.
anh chị với nó tính cho lẹ lẹ đi để còn kịp, chứ lỡ mà thằng em tôi nó đổi ý một cái, nó mà thích con nhỏ nào khác rồi là coi như anh chị là khổ luôn, là vừa phải trả tiền nợ cho nó mà vừa lại còn con gái anh chị lại còn không được đi Mỹ nữa. Thì sau khi mà bà hàng xóm bà trước khi về bà dặn cho Thi một cái câu như vậy, ba mẹ cô gái mới kêu cô này lại và nói: bây giờ con nghe hết rồi đó, con tính làm sao? Bây giờ cha mẹ cũng khó xử quá, thật sự ba mẹ cũng không có muốn ép con phải đi lấy chồng xa. Bây giờ người ta giúp mình có ơn với mình nặng quá con à, mà bây giờ số tiền quá lớn, có họ, nhờ họ mà ba má mới được cứu chữa, mới được sống như ngày hôm nay. Mà cái số tiền đó lớn quá, ba má bây giờ cày cả đời luôn, cái phần đời còn lại ba má cày cũng không có thể nào dư ra được bao nhiêu số tiền để mà trả cho người ta hết. Nợ tiền, nợ bạc thì còn trả được đi con, mà bây giờ mình nợ ân tình người ta thì mình làm sao mình trả hết được con. Thì quý vị biết không, khi mà nghe người miền Tây mình á, họ nặng cái tình nghĩa lắm quý vị. Nên là khi mà họ sợ nhất là họ sợ nợ tiền nợ bạc là một, mà họ sợ nhất là mắc nợ cái ân tình quý vị. Thì sau khi mà ba mẹ cô gái này khuyên nhủ cô này hết lời, cô này cũng khóc dữ lắm và suy nghĩ lại, thì cô này suy nghĩ kỹ lại thấy ba mẹ má mình nói có phần chí lý. Chẳng lẽ nào số già của ba má mình sống không còn được bao nhiêu năm nữa, mà không lẽ bắt ba má mình còn phải gánh cái món nợ quá lớn và phải trả nợ hay sao? Cô này mới suy nghĩ là bây giờ cái cô hàng xóm nói có phần chí lý, nếu mà mình lấy cái ông chú Việt Kiều này, mình được đi qua bên Tây, mình đi làm tiền đô gửi về cho ba má dưỡng già, mà mình lại còn có thể là trả cái món nợ ân tình này thay cho ba má mình, là coi như nó tiện cả đôi đường cho ba má mình, nó sướng cái thân. Sau khi mà cái chữ hiếu nó nặng hơn chữ tình quý vị, thì cô này quyết định là chấp nhận đi theo cái người chồng Việt Kiều đó qua Mỹ. Bên cạnh đó thì cô này cũng có suy nghĩ như thế này: cái người bạn trai mà bấy lâu nay mình quen lén lút mà gia đình không biết á, cái người bạn trai này thật ra mà nói ảnh cũng còn long bông, gia đình ảnh cũng không có phải thuộc dạng khá giả. Và sau khi cái trận mà đại nạn của ba má của cô xong, thì cô mới biết được là khi khó khăn á, cái người bạn trai đó cũng không thể đứng ra che chở cho cô được. Một người đàn ông như vậy thì mình không có thể nào mà mình có thể nương nhờ cái tấm thân. Nên cô quyết định là phải chấm dứt cái mối quan hệ với cái người bạn trai lâu năm đó. Đó thì lúc này sáng ngày hôm sau thì cô mới quyết định nói cho ba má mình nghe là mình đã đồng ý với cái ý kiến là chịu chấp nhận làm quen với cái anh Việt Kiều để mà lấy ảnh qua Mỹ. Khi mà nghe cái tin đó thì ba má cô gái có phần cũng mừng trong lòng, nhưng mà một phần cũng thương xót cho con gái, bởi vì biết rằng là con gái mình nó đang đánh đổi tương lai của nó cho gia đình. Ba má cô này mới bắt đầu là đi qua bên nhà gặp cái cô hàng xóm, tức tốc báo tin cho cô hàng xóm biết là con gái của ông bà đồng ý rồi. Cô hàng xóm mừng quá lật đật gọi điện cho thằng em chồng bên Mỹ, báo tin là con bé đó nó đồng ý rồi em ơi, con bé đó nó đồng ý rồi. Thì lúc này cái anh này ảnh quá là mừng, bởi vì ảnh đã yêu cô này mà bây giờ cô này đã chấp nhận lấy ảnh và chịu đồng ý qua Mỹ với ảnh, thì ảnh mừng phải biết rồi quý vị. Sau khi mọi thứ nó đã diễn ra xong xuôi, cô này lúc này mới buồn trong lòng và nghĩ tới là mình phải tìm cách để mà mình nói làm sao chia tay với cái anh người yêu của mình hiện tại. Trong cái sự êm đẹp, cô này mới bắt đầu là hẹn anh này là hẹn ra cái buổi trúc đầu làng để mà hai người nói chuyện. Cô mới nói cho anh nghe cái hoàn cảnh gia cảnh của cô trong cái tình huống bây giờ là bất đắc dĩ, chứ không phải là cô muốn chia tay anh. Mong rằng là anh có thể hiểu và tha thứ cho cái lỗi này của cô. Và cũng như là cô mong rằng anh sẽ sớm tìm được một cái ý trung nhân nào đó tốt hơn cô. Rồi cái ngày định mệnh nó cũng cuối cùng cũng đến quý vị. Người ta nói đám cưới là phải vui, nhưng mà trong suốt cái đám cưới này cô này cũng không hề cười được một lần. Còn phần ba mẹ cô gái này thì cũng biết con gái mình là vì mình cho nên mới lấy cái người đàn ông mà lớn tuổi hơn hai con giáp, nên là ba má cũng đâu có vui nổi. Giống như trong mấy cái phim Hồng Kông gọi là có câu là bán thân chôn cha đó quý vị. Còn mà bên chú rể và gia đình chú rể thì rất là vui. Tới khúc mà trao sính lễ thì bỗng nhiên người yêu cũ cô này xuất hiện. Cô gái liền đứng hình mất mấy giây. Lúc này anh chồng Việt Kiều mới xoay sang hỏi: ủa ai vậy em? Bạn của em hả? Sao em không mời bạn em vào? Thì cô gái gật đầu mà mặt rất là buồn. Lúc này anh người yêu cũ mới nói: xin phép cho con được tặng quà cho bé Trinh, chúc cho bé Trinh trăm năm hạnh phúc. Thì vừa dứt câu anh thợ chụp hình mới kêu: em lại đứng kế bên vợ chồng bạn em đi chụp tấm hình. Tại vì cái ông thợ chụp hình không có biết là đây là người yêu cũ của Trinh, mà cứ nghĩ đâm na chỉ là bạn bè.
Mà bạn bè tới chúc mừng cưới thì cũng phải có một cái tấm hình để làm kỷ niệm, cho nên là cái ông thợ chụp hình đông đã kêu sáp lại gần để mà chụp tấm hình. Lúc này thì cô dâu rất là buồn. Món quà mà các anh người yêu cũ trao cho cô gái là một cái chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cái chiếc nhẫn vàng 18K. Chiếc nhẫn đó đâu đó cỡ 5 phân vàng, đeo vào trong tay cho cô gái mà mắt của anh người yêu cũ đỏ que như sắp rơi nước mắt. Vừa trao xong chiếc nhẫn vào tay của người yêu cũ thì anh người yêu cũ bắt đầu bỏ đi về. Trong cái sự ngỡ ngàng của mọi người trong bữa tiệc đó, thì lúc này ảnh về thì ảnh mới, trước khi ảnh đi về, ảnh mới nói với cô gái một cái câu như thế này. Khi mà ở đó có chồng của cổ luôn, cái anh Việt Kiều đó luôn, anh người yêu cũ mới nói như thế này: chiếc nhẫn này lẽ ra là anh định ban đầu dành dụm để mà mua để mà sau này khi mà anh và em tốt nghiệp xong lớp 12, anh tìm công ăn việc làm ổn định, anh sẽ xin cưới em, và chiếc nhẫn này anh sẽ đeo nó cho em như là cái tín vật định tình của mình. Anh em là của anh, anh dành dụm mãi bây giờ mới đủ bao nhiêu tiền để mà mua được chiếc nhẫn 5 phân. Chiếc nhẫn tuy là cái giá trị nó không có nhiều, nhưng mà mong em đừng có bán chiếc nhẫn này đi, mà hãy giữ nó lại làm kỷ niệm cho riêng mình, xem như nó là một hồi ức đẹp. Vì dù gì tụi mình cũng có những cái khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau. Anh chúc em hạnh phúc với những gì mà em đã chọn. Rồi là xong rồi, vừa nói xong thì anh người yêu cũ quay người và bỏ đi về trong hai hàng nước mắt. Chú rể dĩ nhiên đứng đó nghe hết tường tận là đã hiểu đây là người yêu cũ của vợ mình. Chú rể rất là tinh ý và hiểu chuyện, nên là chú rể lúc này mới ôm cô dâu vào trong lòng và để cho cô dâu khóc. Mọi người thì cứ nhìn nôm na, cứ nghĩ rằng là vì cô dâu xúc động, có thể rằng đây là bạn thân của cô dâu cho nên là cô dâu xúc động. Nhưng đâu ai biết được cái sự tình bên trong. Hồi xưa quý vị, con gái miền Tây mà lấy chồng Việt Kiều thì khá là nhiều quý vị. Và đa số những cái người mà đi Mỹ thời đó bây giờ họ đều đứng vững ở bên Mỹ. Có người họ cũng có cơ sở kinh doanh làm ăn, kinh doanh quán phở, quán ăn hay là làm tiệm nail. Nói chung nôm na là họ cũng có rất nhiều người Việt qua đây làm chủ. Cho nên có câu chế, lấy vợ thì phải lấy liền tay, chứ để lâu ngày là mấy ông Việt Kiều cũng dòm ngó. Thì đây là một cái câu chuyện khá là chân thật về việc lấy chồng Việt Kiều. Và mong rằng cô chú anh chị mình sẽ có những giây phút thư giãn thoải mái. Đến đây thì video xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị, cô chú anh chị mình trong một video kế tiếp.